friend, part 5. Thật ra thì bạn đã có đầy đủ các cơ sở công nghệ hiện đại mô phỏng theo phương thức hoạt động của bộ não người. Ví như chiếc máy ảnh có phương thức hoạt động của một con mắt người, tuy nhiên mắt của con người có hệ số mã hóa dữ liệu khác, còn chiếc máy ảnh có hệ số mã hóa dữ liệu khác, nên không thể nào thay thế cho nhau được. Ví như ổ cứng của một chiếc máy vi tính cũng giống như phương thức hoạt động của bộ não con người, nhưng hệ số mã hóa thông tin của chiếc máy vi tính khác với hệ số mã hóa thông tin của bộ não con người nên không thể nào thay thế cho nhau được. Phần lớn các trang thiết bị điện tử hiện đại đều sử dụng dòng điện làm nguồn năng lượng chính, nhưng bộ não của con người lại sử dụng protein làm năng lượng chính. Các trang thiết bị điện tử nhận năng lượng theo kiểu chuyển động phân tử, nghĩa là phân tử này dao động truyền qua phân tử kia năng lượng, cũng được truyền theo. Còn đối với hệ thống năng lượng của con người tương đối phức tạp hơn, bởi vì nó được truyền theo phương pháp thẩm thấu qua thành tế bào để nuôi sống cơ thể, khác nhau hoàn toàn bạn nhé. Mạch máu chỉ là hệ thống dẫn khí oxy cho các tế bào, chứ mạch máu không phải là nơi truyền năng lượng cho các tế bào. Bạn không nên nhầm lẫn điều này. Nếu nói như vậy thì các tế bào của một con người đều cần khí oxy để có thể hoạt động được, nghĩa là các tế bào phải thở. Đồng thời các tế bào sẽ tiết ra chất thải sau một thời gian hoạt động, giống như chúng ta tiết ra mồ hôi ra bên ngoài da. Chính vì chất thải được tiết ra từ các tế bào bên trong cơ thể nên không thể nào tự nó có thể đi ra ngoài từ ngoài cơ thể. Vì vậy nó cần tới một hệ tuần hoàn máu. Các mạch máu sẽ mang máu mới đến và lấy máu cũ đi cùng với những tạp chất rời đi. Sau đó được thận lọc lại tách tạp chất ra khỏi máu, nghĩa là máu đã được làm sạch như ban đầu, lại có thể tham gia vào quá trình tuần hoàn. Chính vì máu là nơi vận tải quá nhiều chất thải nên quá trình đào thải và sản sinh hồng cầu bạch cầu được diễn ra liên tục. Thậm chí mỗi ngày, một cơ thể con người có thể sản sinh hàng ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn bạch cầu và hồng cầu. Để tạo ra một bộ nhớ nhân tạo với tốc độ ngang bằng với bộ não con người, thì bạn phải nhân bản các tế bào não người, sau đó kết thành một bộ não mới. Trí tuệ nhân tạo mô phỏng bộ não người sẽ không thể hoạt động nếu không có nguồn thông tin truyền vào, nghĩa là bạn hoàn toàn kiểm soát được trí tuệ nhân tạo theo ý muốn của bạn. Đến bài này, có lẽ bạn đã nắm chắc quy trình hoạt động của bộ não con người. Tôi sẽ dành tặng cho những ai bị mù, điếc bẩm sinh. Họ sẽ có được một chân trời mới. Bạn nên nhớ, chỉ có những bài viết này thì không thể tạo nên lịch sử, mà chỉ có bạn, những người nghiên cứu mới là những người tạo nên lịch sử, chứ không phải là tôi. Tôi chỉ thừa hưởng được cái quyền năng của Thượng Đế thôi. Và những lời tôi nói là đúng, vậy thôi. Còn cái vấn đề mà kết quả sau cùng là các bạn nghiên cứu. Cũng giống như tôi nói vấn đề chữa bệnh ung thư vậy thôi. Tôi cũng đã từng nói vấn đề đó. Và các bạn đã làm thành công như những nhà khoa học Nhật Bản đó, họ đã làm thành công. Nhưng mà là họ nghiên cứu ra bằng cái ý tưởng của tôi. Tức là tôi chỉ cho họ nghiên cứu. Họ nghiên cứu hướng đó là thành công. Vậy thôi. Chứ tôi đâu có nghiên cứu, tôi đâu phải nhà khoa học đâu các anh chị. Tôi là một người kinh tế, một người marketing bình thường thôi. Chứ tôi đâu có biết về khoa học, về cơ thể người, tôi đâu có rành. Nhưng mà tôi biết cái mô típ, cái mô phỏng, cái cơ cấu hoạt động vậy thôi. Rồi tôi chỉ nói cái cơ cấu hoạt động thôi, giống như cơ cấu hoạt động của vũ trụ với trái đất vậy thôi. Rồi cứ căn vào đó nghiên cứu là phát triển thôi. Thì cũng giống như Liên bang Nga gần đây là đã khởi động một cái chương trình là siêu tạo sân bay đó để đưa ra ngoài trái đất đó. Còn Mỹ thì thành lập quân đội vũ trụ. Chúng ta chuẩn bị chinh phục được mặt trăng rồi đó. Mặt trăng thì nhỏ hơn là trái đất thiệt, nhưng mà nó không có biển, nó đất liền không à. Tới lúc đó thì mọi người mặc sức mà chia đất. Chúc các bạn thành công.